Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoa Lan của em. Hôm nay em nhân tiện em mua hai cái chậu lan tiểu hồ điệp, mặt hoa rất là xinh. Dạ đây ạ. Mặt hoa lạ lắm mọi người. Cái mặt hoa này thì nhà em có rồi, nhưng cái này thì em chưa có. Hôm nay em xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cách chúng ta nhận hàng trên mạng về. Khi cô chú anh chị và các bạn mua lan trên mạng á, mình nhận hàng về thì mình chăm sóc như thế nào. Mọi người nhận hàng về, trước tiên cô chú anh chị và các bạn khui thùng hàng ra, sau đó cô chú anh chị và các bạn để nó về nơi râm mát. Ví dụ như để chỗ mát, chỗ em chỗ này là chỗ mát nha, chỗ này là ngoài sân, bàn này là bàn ngoài sân, có mái hiên che, có gió thoáng gió, có mát thoáng gió, để ít nhất là 24 tiếng. Nói chung là mình nên để 24 tiếng hoặc là 48 tiếng, không có tưới. Mình cứ để cho em ấy nghỉ ngơi như thế này, mình dựng nó lên hoặc là để nằm nó xuống. Nhưng mà nằm, tại vì nếu mà nằm xuống thì nó sẽ bị gãy ngọn hoa. Khi những cái lan đang có ngọn hoa mình nên để cho nó đứng, nó dựa cẩn thận, không có nó đổ nó sẽ bị gãy ngọn hoa thì phí lắm. Rất là phí. Cho nên là cô chú anh chị và các bạn cứ để cho nó yên như vậy, cho nó nghỉ ngơi, cho nó quen với khí hậu môi trường nhà mình. Thứ nhất, em giải thích cho cô chú anh chị và các bạn mới chơi lan dễ hiểu này. Thứ nhất, khi người ta đóng hàng, chỗ bán hàng á, người ta đóng rất là cẩn thận, nhưng mà về đôi khi vận chuyển nó cũng bị dập một vài cái lá. Nó sẽ bị dập một vài cái lá cô chú anh chị và các bạn. Thì mình về mình mở ra rồi mình có một số cô chú anh chị và các bạn mới mua hàng trên mạng về không biết, mình đem ra mình tưới luôn, những cái lá dập đó nó bị tổn thương, nó sẽ bị nhiễm khuẩn. Sau khi cô chú anh chị và các bạn mà tưới nước vào, nó sẽ gây ra hiện tượng thối nhũn rất là nhanh, rất là nhanh luôn đó. Thối nhũn rất là nhanh. Cho nên khi nhận hàng về, kể cả những cái lá dập, nếu mà bị dập sơ sơ, cô chú anh chị và các bạn cứ để cho nó y như vậy, rồi đó, để cho em ấy nhớ là lấy một cái gì đó để khỏi bị gãy, để cho em ấy nghỉ ngơi y chang như thế này. Sau đó cô chú anh chị và các bạn, em là em để tới 24 tiếng. Sau 24 tiếng em sau 24 tiếng, tức là khoảng hơn một ngày sau em mới trồng lại. Sau khi em nói chung là trước tiên là mọi người cứ để cho nó nghỉ ngơi vậy, không tưới gì hết. Sau khi trồng lại thì có rất là nhiều cách để trồng chậu lan hồ điệp này. Em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cách trồng chậu lan hồ điệp này. Thì nếu mọi người thấy video của em hữu ích, có thể mang lại giá trị cuộc sống, hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhấn vào cái chuông thông báo đó, để khi em ra video mọi người sẽ nhận được. Thì để kết nối đam mê, mọi người hãy cho em xin bình luận ở phía dưới video. Rồi mình sau đó mình mới trồng lại nha. Thứ nhất, mình để như vậy là cây nó bị va chạm trầy xước gì mình không tưới thì nó sẽ bị tránh bị thối nhũn, không bị thối nhũn luôn. Nếu mọi người làm đúng theo cách của em là sẽ không bị thối nhũn. Thứ hai là để nó quen dần với nhiệt độ môi trường ở khu vườn, khí hậu nhà mình, thì mình trồng nó không bị sốc nhiệt dẫn đến là bị rụng hoa, rụng nụ. Sau đó thì cô chú anh chị và các bạn đem ra trồng. Trồng nếu mà có rất là nhiều cách trồng em đã chia sẻ rồi ha. Hai chậu này em sẽ làm video chia sẻ với mọi người cách trồng luôn. Thì video sau em sẽ làm, tại vì nếu một cái mà làm nhiều quá nó sẽ hơi dài. Rồi đó, cứ để nghỉ ngơi vậy, sau đó mình trồng lại. Không tưới nhá, nhớ là không tưới, để vào nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu mà mọi người mà để có ánh nắng trực tiếp là nó sẽ bị sốc nhiệt đấy. Sốc nhiệt dẫn đến là cây nó giống như nó bị trét đấy. Nó cũng giống con người mình thôi, nó cũng bị trét. Cho nên là chúng ta lưu ý một chút xíu. Khi mình chơi lan, mình nhận lan, mình mua lan thì nó sẽ có hiệu quả tốt nhất và tránh để thiệt hại. Vì là thiệt hại thì rất là tiếc đúng không? Những cái mặt hoa mình sưu tầm mà. Em sẽ chia sẻ với mọi người cách trồng hai cái chậu lan này nhé. Cảm ơn tất cả.